bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch ha. Cẩm thạch đủ màu nữa nè, nhiều loại màu lắm. Cái này là màu tím sen nha mọi người nè, màu tím sen nè ha. Rồi tím sen rồi có màu hồng nữa nghe nè, rồi có cẩm thạch lá vàng nữa ha. Đó, đủ loại luôn. Đây cẩm thạch hồng đây, màu hồng. Rồi đầu tiên cây này rất là quái, cây này thì nó dính bo này thôi nghe anh em, bo này nó không dính nè, anh em về cắt bỏ cũng được. Thứ hai là nó bị xam chỗ này một miếng rồi, rồi nhưng lành lại chơi. Quanh nó là 17, chiều cao của nó là 57. Này cái bông của nó ha, nó hơi hồng hồng tím tím nè, tím sen đó anh em. Rồi mã số T1 giao lưu với mọi người là 550.000 em bao ship. Rồi 550.000 bao ship luôn. T2 lấy cái chậu nó bỏ ra đi. Quanh 14, chiều cao đó là 52. Này cẩm thạch lá vàng nha, lá vàng. Lá vàng cẩm thạch lá vàng bông trắng. Nè bông ở đây, bông trắng bông rất là to. Rồi mã số này là mã số T2 giao lưu với mọi người 450.000 bao ship. Rồi T2 450.000 ha. Rồi T3 để xa xa nhau ra thôi anh. Xẹo đó. Rồi đem hai cái này dục con bên. 13 hoành. Chiều cao luôn, cái thằng này là 67. Rồi. Này là màu hồng nha anh em. Có nghĩa là cẩm thạch màu hồng, bông hồng. Đó, màu hồng. Nó có nhiều loại bông lắm, nhiều loại lá nữa. T3. T3 em giao lưu với mọi người 400.000 bao ship. 400.000 bao ship. Để thưa thưa ra thôi. T4. Rồi, cái này thì màu tím sen. T4. Con giấy Mỹ ghép ha. Quanh nó là gần 11. Chiều cao của nó 40. T4 em giao lưu với mọi người là 450.000 bao ship. Rồi màu tím sen ha, lá nhỏ 450.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. T5 hả? Này T5 đúng rồi. Đúng rồi, T5. T4 là T5 anh em bảo cái cụ đế nè, cái cụ đế luôn. Ở đây 16. Cụ đế dữ lắm nè. Đây 5 cho mọi người 500.000 bao ship nha mọi người. Rồi 500.000 bao ship luôn. D6. Đây 6. Này bông màu hồng màu tím ta. Tím sen. Hoành nó 10.5. Chiều cao nó 48. D6. Này là Mỹ ha. Mỹ ghê. D6 giao lưu với mọi người 450.000 bao ship. D7. Ôi cũng đế quá chừng luôn. D7 này ghép hai loại luôn nha, ba loại luôn nha anh em. Đây là loại lá vàng nè. Đó, lá vàng bông trắng nè. Rồi cái này loại lá bông vàng mà lá bự nè. Đó. Nó nhiều loại lắm anh em ơi. Rồi đây là màu tím sen nữa, màu tím sen nữa ha, màu trắng nữa ha. Ồ đủ loại luôn anh em ơi. Cây này nó ghép đủ màu ha. Tại vì nó có nhiều bo lắm. Thằng đế của nó cũng nhiều ấy. Em đo ở đây là 16. 16. Chiều cao 40. Cụ đế quá trời luôn nè. Rồi T7 giao lưu với mọi người 550.000 bao ship. Rồi chỉ 550.000 thôi. T8. T8.
vành nó là 12,5, chiều cao nó là 30. Đây này là T8 cho luôn cho mọi người, 450.000 bao ship. Rồi 450.000 bao ship. T9. T9. Này tím sen ha. 11 vành. Rồi, chị chính chỉ 400 ngàn thôi anh em ơi, bao ship luôn. Mã số T10. T10. Còn đây là 11,5. Chiều cao 46. T10 em giao lưu với mọi người 400 ngàn bao ship. 400 ngàn. T11. Này cặp tạch lá vàng nha anh em. Ủa, lá vàng nhìn đẹp lắm anh em ơi. Cụ đế, cây này cụ đế cũng đẹp lắm. Hoành nó 14,5. Ca nó 61. Đây có vàng dao này miếng nha. Rồi này là T11, em giao lưu với mọi người 450.000 bao ship. Rồi 450.000 bao ship luôn. T12. Cây này cũng rất là đẹp anh em ơi. Ở này nó ghép hai loại ha. Đây là loại màu hồng nè, loại bông hồng nè, loại bông màu tím sen nè. Hoành nó 12,5. Này củ đế cũng rất là to luôn. Chiều cao 48. T12 em giao lưu với mọi người 500.000 bao ship. 500.000 bao ship anh em ơi. T13. Cây này củ đế cũng đẹp lắm ha. 14. Chiều cao 48. T13 em giao lưu với mọi người 450.000 bao ship. Rồi 450.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. T14. Nè, bông nó nè. Rất là đẹp luôn. Màu hồng hồng ha. Rồi bông hồng hơi hồng hồng. Đây màu tím nè. Đây với đây màu tím nè. Đó. Không tại nó nhiều loại lắm. Hoành nó 11,5. Chiều cao 57. Cây này cũ đế cũng dữ lắm, cũ rồi nè. T14 giao lưu cho mọi người 450.000 bao. 450.000. Đó, loại cây hồng này đẹp đó anh em ơi. Anh em về lấy giống cái lấy cây này là hết số chê luôn nè. Đó, bo quá trời bo luôn. Bông đây. Hồng này ha anh em. Lá nó quá đẹp. Hồng hồng á. Lá nó đẹp lắm nè. Gần 19,5 hơn chút. Chiều cao nó 53. Đàn quá dày luôn. T15 giao lưu cho mọi người 450.000 bao ship. Rồi 450.000 bao ship luôn anh em ơi. T16. T16. Này đẹp ha. Chị vàng lá nó đẹp. Rồi. Rồi 550.000 bao ship luôn. T17 cây cuối cùng cũng màu hồng ha. T17. Đó, cây này hồng đậm nhìn thấy không nè. Đó, hồng rất là đậm, rất khá là đẹp. Hoành đây 12. Trên đây là 8,5. Chiều cao 45.